Chào tất cả các bạn nha. Nay mình đi chài các bạn. Nay mình qua với em Linh đi chài nè. Nay nhà không có đoạn chài kiếm bị chén tép với cá rồi về kho chấm rau ăn cơm các bạn. Hó. Cá nhiều quá các bạn ơi. Cái chài đầu đầu tiên nha các bạn. Nay nhà mình cũng hết tiền mua đồ ăn rồi. Giờ mình đi chài Làm lương mấy chục triệu mà tiền chạy mua đồ ăn. săn bắt nhân giả vậy các bạn, chài đừng kiếm sống qua ngày. Ồ, quá đã luôn. Nhóc luôn lên. Nhiều quá vậy. Đó, cái đầu tiên các bạn không này bình thường này là quá đi vào trong uống nước đi đi có pha nước trong cá lòng tong. Muốn đẻ Cá lòng tong là nó cắn cái mông là con cá lòng tong nha các bạn. Đi qua đường nước kia trời, trời không có. Ba lòng tao mùa nào lấy hết hồn chứ. Nãy nó đem tàn không rồi đem đây giục cái này chặt ăn một cái chạy trắng chạy luôn. Rồi các bạn thấy cá lòng tong các bạn. Nhảy lung tung luôn. Bắt cái chút mới hết. Đi về thay áo. Áo gì thầy? Áo cho nhỏ. Ông đó nhà gần không? Nhà chợ gạo á. Tội nghiệp đó. Gia đình sao mà sống bên vợ không? Thì cũng như giống như anh. Kiếm tôm không ra luôn hết trơn. Đúng con gì hết hộm. Đây về bản kho tiêu ăn ăn chưa mấy cá này chứ lâu lâu ăn hiển ngon, nấu kho tiêu xong rồi nấu cháo trắng á ăn cũng ngon nữa. Lên nhà nhà bà Mai À? Ừ, nhà mai em chỉ có làm thôi. Cái xương cái quỷ nè. Thịt không luôn.
Thấy chủ nhật này về bảo nó có đặt rắn lấy hai cái về đi đặt lên nên mà có những Có chuột không ạ? bởi giờ À, bên này cũng có bán mà. có một công để mua Với tiệm thì cũng có bán tại thấy đặt cái đông như chỗ nãy mình đi hát cái trời có mã xanh xanh ở chỗ lùm nó ngon nhắn que lùm nó bảo làm có hổ hành chắc cú à, còn chừng cá khủng rắn khủng dưới kia kìa, mấy dữ. dưới kia xa quá dưới kia nên mình nên Đâu có đâu, không ai ở luôn á. thì bởi vậy xa quá nên đâu dám đi thăm đâu Dưới kia là rắn chúa không ạ? Mình ít đi. Dưới kia chỗ kỳ mình nên dẫn với con voi đi gì phải Ờ. không má đúng rồi chỗ đó má quyên quyên dừng dừng tranh luôn ông này hổm này ta nuôi có mập nên Có chứ. Nhưng mà tới 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 mùa mới lấy chứ nó ở nhỏ. ủa mà nuôi này ông có cho ăn nước đường gì không chắc đâu Không, có rồi hả không nuôi tự nhiên. đùng cá lìm kìm nữa hai con luôn hai cá lìm kìm cá lìm kìm này phải Con này nhỏ chứ. Mấy con khác nó này bự. xương không Nó bự thì điểm có chân luôn á. Mà có kho lìm kìm mà. ủa đây mà mương mương ta móc vậy ngại nhiều nên dưới này có ai bỏ uổng dưới à Tại giả trộm quá trời người ta bỏ luôn. giờ có gì dưới không Không, mất luôn chứ. ai giả trộm đi ai giả trộm gì trời Đang kêu mấy đứa nít đó, nó khá. Linh này làm tháng 6 7 triệu Làm gì? này cũng mai chứ làm gì Mai á? ừ. Chung công ty không? chung đó Chung luôn hả? ừ. phải làm lâu rồi thì làm lúc mà anh đang làm anh về phụ xưởng đó như vậy bộ mà đi hết vòng về được rồi à bản nước cũng chuẩn cạn nhiều lắm nên anh bản đó. chắc nửa tháng nữa là mấy cái mượn bản là bắt cá lóc cá sặc ngon không lát thì muốn 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 bắt mốt đi đổi hướng đi ngược lên mà đi bằng xe cũng xong đó luôn nhưng mà đi ngược lên ừ. khúc trên này nữa khúc trên này từ đó chưa đi bao giờ đi qua đây đi qua bản luôn hả ta cho không thấy rồi anh chủ yếu anh đi quay chứ ăn bữa hẩm có ăn uống gì đâu không mà đúng rồi cái đó đi bắt xong về á làm nướng hay này kia xả ớt rồi cũng ngon nói chung là làm hả ừ để nguyên con nướng ăn ngon em rủ đi thôi trời trời ơi trời ơi lại luôn đi cá mà nhảy lên từng từ sáng xì luôn từ sáng giờ thấy hai con à lên bờ rồi tấm này kiếm không càng
Đây mùa này thục có cua biển đồ không anh? Không, không có vô, có heo mới thục vẫn chứ. Còn nữa phải có heo đâu. Anh sao biết được? Dài hết rồi. Dài cua biển nó không vô tới đây. Chặn đầu đó hả? Chặn hết. À, sáng đi gặp rắn đó mà anh thấy từ xa là chạy tới vừa cán Là mà. thành là lúc bảnh hả? Rắn hổ lại cán mà họ học nó, tại nó còn bò lẹ, mình nghĩ nó đâu đến đổi đâu, biết chặn đầu được quá rồi. Chứ là sáng này chỉ cần cán mình xuống dựng xe là lụm đem qua đây liền, cũng bự lắm, cần ngón cần cái à. Anh tưởng hổ hành chứ mà từ xa mình không biết rắn vậy, chứ nếu mà biết từ xa biết chính xác là anh quăng xe anh xuống anh hốt nó rồi. Nếu mà hổ hành xuống hốt rồi mà nhìn lại con màu xám xám mà chắc hổ lại, mà con hổ lại đó không không dám rớt đó. Nó cũng đâu, nó độc đâu, như rắn nước vậy, nó như rắn nước vậy. Thì biết mà thấy rắn lạ mà không dám, chứ hổ hành sáng là xong phim rồi. Anh có coi săn bắt tivi không? Bắt rắn hổ mẹ chúa luôn á. Có không à, thì anh thấy nó có đề xuất lên đó, má mượn kinh nó đề xuất ghê chứ tiếp. Cái đó quá trời luôn, mới ra mà quá trời luôn. Có này, con clip nó đem con rắn hổ chúa đem gửi cho trại rắn Đồng Tâm đó. Về rắn nhỏ 2 kg nữa. Vô tôm này, con tôm này. Mà đâu có thời gian đâu mà coi những kênh của anh, là làm còn không có thời gian đây. Con gì giật giật mất tiêu ta. Cái gì à? Cá kèo Ủa đây cũng có cá kèo nữa hả? có sao không kèo biển á Ủa mà cái cá kèo này có cách nào mà bắt nó dễ không nên? Cá kèo các không bạn. không có đâu, không bắt được nó đâu. Đây là cá kèo các bạn. Chạy mưa mình có cá kèo nha. Hên thì vô đặt lú cũng vô thôi chứ không, nó đâu biết hang nó đâu mà bắt được. Ủa nó ở hang hả? Ủa vậy chứ cá kèo mà ta bán ngoài chợ nó đặt bằng gì ta? Khu nào á nó nuôi vậy, đúng rồi, cũng như tùy có khu vực thôi. Lúa đâu á, một lần ở đây cũng có nhiều lắm, một lần trồng lúa nó có mấy làng làng nó ở đó. Dạ. Cái lòng tông này nó ăn gì bự dữ vậy? Tới mùa nó ăn phù sa nước mặn nữa. Cái lòng tông này mà nhiều làm nếp chiên bột ngon nữa. Là chiên Xương không? bột thì xưa mình mới chiên. Rồi cái lòng tông này sống được. Một chút về làm mình gọi cái cá nhảy ra. Ghê vậy. Dứt à, hành mang giờ nói chung Được không? mẹ chứ Kiếm con nhỏ nhỏ thôi, con chứ cá người nhà cường, ối luôn á. cá cường nó ăn cá phi đó, mẹ cá phi là dơ nhất á. Thầy khu không? Cá nhảy cơm ít cá nhiều mua này cá tông lắm mẹ đi à, bắt được thôi.
Như đây là cũng nếu mà ở ngoài chợ ra chợ mà cá chưa chắc cá lồng đang mấy nữa, mấy chục ngàn ở như đây. chợ cũng cái đặc lúa. Cá lồng đông là nhớ hồi đó mưa nào nên cái ra quằn đục nước á, nên ủa mà Sát nhà đó mà sao nó chạy cái dính quằn đục nước lên cái nó nổi đầu lên bộ, mà cá đó là kêu cá tắn hay cá lồng đông? Cá tắn cá lồng đông anh thấy cá cũng lồng thứ mà. đông bự hơn mấy con mà bự à, là con cá trắng à, còn mấy con cá nhỏ nhỏ là kêu cá lồng đông. Rồi cái đục nước cái nó nổi đầu lên cái lấy vỗ rổ á rớt, nhưng hồi xưa là vậy không á. Thì sát bè đâu đó nó nổi lên nó ngáp 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 cái gì đó, nước cũng như là nó đục quá thở được. Cái cuối cùng lẩm mì có tôm mà không phải tôm càng, tôm bạc. Con có con tôm càng cháu. Bữa hổm thanh long vàng à, ăn ăn hết luôn hả? Tưởng ăn hết cũng dữ à. Có thằng Tấn à, tối bữa kia hình như anh Lai nó hỏi thế. Vậy mà nó hỏi Ninh đâu cho em trái nào đó, hỏi còn thanh long không? Đỏ ăn miệng máu không mà gớm. Mà dặn ăn nó bỏ hột á, mới ngon. Rồi hổm anh tính làm clip ăn thanh long bỏ hột với bộ, mà thấy nó không có logic gì hết á. Đây thùng nuôi ong các bạn. Ẩm chài đây cũng cạn luôn, lót đè luôn. Bự hả? Cũng cạn bán tầm trăm mấy luôn. Rồi khủng khiếp. Cầm một vòng tay không hết mà. Bán một con trăm mấy hả? Ừ. Nửa ký không? Không tới. Mà sao? Mà sao mắc kia vậy? Là 400.000 ký. À. Bả đang tính mua cái chài đây, để như định rảnh bả đi ra sông rồi chài bậy bạ. Là lúc này có con nè, Linh bữa nè. nào rảnh em qua chạy. Phải có con Linh rồi nè.
à. Đây cũng đủ rồi. Đây thành quả chạy được như đây các bạn. Thành quả chạy kiếm ăn, kiếm một bữa cơm được như đây các bạn. Rồi cho bây phải chào tạm biệt tất cả các bạn nha. Hẹn các bạn video tiếp theo nha.